Chào rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề nữa nha. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề ha. Dạ, anh em lưu ý là giá hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Anh em nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em nha. Rồi, anh em lưu ý ha. Thì hôm nay lên được 7 số nha anh em. Rồi, vô chi tiết từng món cho anh em nè. Số 1 nè, em bán giá 120.000 nha, một cây búa bi ha. Đó. Đây cây búa bi nha. Ngoại hình ha. Đây, la băng đây trên cái cán nè anh em ha. Rồi, mã số 1 bán giá 120 nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 2 em bán giá 250.000 nha. Gồm mấy cây kéo nè, một cây kéo cá nè. Cây kéo này 2, 3, 4, 5. Đó, đặc biệt có cây kéo tỉa nhâm ha. 6. Cây cạp ha. 7. 8. 9 cây ha, 250.000 nha anh em. Tính ra cây chưa được 30.000 ha. Rồi mã số 2 250.000 ha. Tiếp theo mã số 3 nè. Đó, mã số 3 bán giá 150.000 ha. Cây bơm mỡ nha anh em, còn đầu rồi luôn nè. Đó, mini ha. Đó. Rồi mã số 3 cây bơm mỡ nha, 150.000. Tiếp theo số 4 là một cây kìm nguội. Đó, cây này bán giá 120. Đó, cây này 120 nha anh em. À, dấu dít nè ha. Cây này xây 21 22 gì đó nha. Đó, ngoại hình ha. Rồi mã số 4 120. Tiếp theo mã số 5 anh em. Mã số 5 là bộ dũa ha. Bán giá 150. Rồi mấy cây nè ha. Đó, một cây ha. Cây dũa tròn. 4 cây, cây dũa ba cạnh nè, cây dũa bầu ha. 5 cây, mã số 5 150.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 6. Đó, số 6 bán giá 200 anh em. Một cây búa gò nè ha. Rồi, một cây búa lấy dấu gòn nè. Đó, mã số 2 mã số 5 ha. Rồi, cây búa hai đầu bằng. Đó, có chữ luôn nè. Rồi, cây đóng nhổ đinh. Đó, ngoại hình đây ha. Rồi, 4 cây. Bán giá 200 ha. Rồi, mã số 6 200, mã số 7 nè, bán giá 160.000 ha. Đó, một cái lưỡi cưa. Cái cây cưa này ha, cây cưa hai mặt là bề này nó bị gãy một mắt nha anh em, còn sử dụng được một bề ha. Đây. Rồi cây này cũng sử dụng được một bề ha. Rồi cây này còn cho anh em lấy cái cán ha, kỹ nè, vậy anh em nó bị mẻ hai mắt đó, ngoại hình ha. 4, 5. Đó, cây này còn nguyên nè. 6, cây này anh em về lấy cán nha. 7 cây. Rồi, mã số 7 bán giá 160.000 nha anh em. Chữ nghĩa đồ ngon lành ha. Mã số 7 160.000. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em